Namaste, xin chào tất cả các bạn. Và trong ngày hôm nay, Ngọc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập để giúp cho các bạn có một vòng eo săn chắc, một cơ bụng tuyệt vời và một vùng lưng cũng hoàn hảo. Và trong bài tập ngày hôm nay sẽ có hai người bạn là hai huấn luyện viên của Ngọc Anh, đó chính là thầy Kim Ba và cô Vân Anh, sẽ là hai người bạn đồng hành để giúp cho chúng ta cùng tập luyện bài tập ngày hôm nay một cách hoàn hảo nhất nhé. Nào, bây giờ xin mời các bạn hãy vào bài tập ngày hôm nay cùng với Ngọc Anh, thầy Kim Ba và cô giáo Vân Anh nha. Chúng ta sẽ đứng trên thảm của mình và hai chân của các bạn mở rộng bằng hông, giữ cho hai bàn chân của mình song song với nhau. Hít sâu, từ từ bạn vươn căng cánh tay của mình lên, đẩy lồng ngực của bạn và bạn hướng lòng bàn tay vào nhau. Kéo nhẹ hai đầu vai của bạn xuống, siết cơ bụng lại và muộn cuộn nhẹ đốt sống cụt của mình. Giữ tĩnh ở đây. 5 4 3 2 1 Bạn giữ nguyên tay phải ở đây, bạn từ từ hạ tay trái xuống đặt lên đùi của mình, tư thế nghiêng lườn. Hít sâu, bạn vươn căng cánh tay và thở ra, bạn nghiêng người sang bên trái. Hãy giữ phần hông của bạn cân bằng và chúng ta không đẩy hông sang bên phải nhé. Tập trung vươn căng cánh tay phải sang bên trái và hơi xoay ngửa người, đẩy căng lồng ngực của bạn và giữ ở đây nào. 5 4 3 2 1 Bạn giữ nguyên tư thế ở đây và tiếp tục đưa tay trái của bạn lên, hai cánh tay của bạn song song với nhau và chúng ta tiếp tục giữ. Vài giây nữa dành cho bạn. 5 4 3 2 1 Hít sâu, bạn nâng toàn bộ thân của mình lên, hạ tay phải xuống đặt lên đùi của bạn và chúng ta tiếp tục chuyển sang tư thế nghiêng lườn. Hít sâu, bạn đẩy căng giãn lồng ngực của mình và thở ra, từ từ bạn nghiêng người sang bên phải. Vươn căng cánh tay trái của bạn và hơi đẩy cánh tay ra sau đầu. Bạn nhìn chất chếch lên trần. Bạn đẩy lồng ngực của mình lên và bạn siết cơ bụng lại, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Bạn giữ nguyên tư thế ở đây và đưa tiếp tay phải của bạn lên, hai cánh tay của bạn song song với nhau và chúng ta giữ thêm vài giây nữa cho bạn. 5 4 3 2 1 Hít sâu, bạn nâng lên, thở ra, từ từ bạn hạ tay xuống tư thế chiếc ghế. Bạn có thể xoay người ngang ra để chúng ta thực hiện một cách dễ dàng hơn. Giữ cho hai bàn chân của chúng ta vẫn tiếp tục song song với nhau nhá. Hít sâu, bạn vươn hai cánh tay lên và hướng lòng bàn tay vào nhau. Thở ra, bạn trùng gối và đẩy mông về phía sau. Bạn chú ý, đầu gối của bạn không đẩy quá xa khỏi mũi bàn chân. Và bạn đẩy hông về phía sau, siết cơ bụng lại. Giữ tĩnh thân ở đây và bạn hơi nhấc nhẹ các đầu ngón chân của mình lên. 5 4 3 2 1 Bạn giữ nguyên chân ở đây và từ từ bạn hạ tay xuống. Trượt dần tay bạn đến cổ chân, bạn nắm lấy cổ chân và chân bạn vẫn trùng gối. Bạn tập trung thả lỏng đầu cổ và duỗi dài đỉnh mông của bạn lên trần. Hãy giữ ở đây, áp sát hết toàn bộ bụng của bạn vào đùi. Chúng ta đẩy lồng ngực của mình lên nha. Giữ cho toàn bộ vùng lưng của chúng ta được thẳng nhất. Và rồi từ từ bạn duỗi thẳng cả hai chân. Bạn gập người xuống sâu hết cỡ và nhớ thả lỏng đầu cổ. 5 4 3 2 1 Thả lỏng cánh tay của bạn và chống tay xuống thảm, tư thế tấm ván. Hít sâu, bạn bước lùi hai chân của mình về phía sau. Đẩy lồng ngực của bạn lên và thở ra. Cuộn nhẹ xương cụt của bạn xuống và giữ cho khuỷu tay của bạn vuông góc thảm. Kiểm soát lòng bàn tay của bạn. Xoay căng lòng bàn tay ra để chúng ta có thể bảo vệ được cổ tay của bạn. Tiếp tục đẩy lồng ngực lên và siết chặt, chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2
Một, từ từ bạn hạ gối xuống thảm. Cánh tay và bắp đùi của bạn vuông góc với thảm, tư thế bò mèo. Xòe căng lòng bàn tay của bạn ra, giữ cho bàn tay bạn mở rộng bằng vai và đầu gối của mình mở rộng bằng hông. Thực hiện, hít sâu, bàn hạ võng thắt lưng và bạn vươn dài đầu cổ của mình. Giữ tĩnh ở đây, bạn thở ra, đẩy căng lồng ngực của bạn, vươn dài cằm của bạn về phía trước. Siết cơ bụng lại và bạn đẩy căng hết cỡ phần bụng của bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn cuộn tròn, đốt sống lưng lại. Cúi đầu nhìn vào bụng của mình và bẻ cong hết cỡ cột sống lên trên. Tập trung nhìn vào rốn của bạn và bạn thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ bạn nâng thân lên, chúng ta chống gối xuống thảm. Đầu gối bạn vẫn giữ mở rộng bằng hông, bạn duỗi mũi bàn chân ra và áp mu bàn chân của bạn xuống thảm. Đặt hai tay vào mặt đùi trước và bạn cúi đầu xuống, thu cằm của bạn sát gần hõm cổ. Hãy siết cơ bụng và cuộn nhẹ xương cụt của bạn về phía trước. Thực hiện, hít sâu, bạn ngả hết toàn bộ thân ra sau. Nhớ rằng bạn hãy giữ cho bụng của mình luôn luôn được siết chặt và cuộn nhẹ xương cụt về phía trước. Gồng cứng cơ bụng ở đây và chúng ta ngả sâu hơn. Giữ nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn nâng lên. Thở ra. Chúng ta sẽ lặp lại tư thế này một lần nữa nhé. Bạn nhớ rằng hãy cuộn nhẹ xương cụt của mình về phía trước như thế này để chúng ta ngả được về sau và gồng chắc toàn bộ vùng bụng của bạn lên trong suốt quá trình thực hiện nha. Lặp lại lần thứ hai cho động tác này. Đặt tay vào mặt đùi trước và nhớ cúi đầu nha. Hít sâu, bạn đẩy lồng ngực, cuộn xương cụt về trước. Từ từ ngả ra sau. Giữ ở đây. Bạn thấy bụng của mình đang rung rung rung, đùi của mình nó cũng rung lên. Giữ nào, ngả sâu hơn một chút nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn nâng lên. Thở ra. Rồi bạn tiếp tục chống tay xuống thảm. Cánh tay của bạn vuông góc thảm và lại mở rộng bằng vai. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng chân trái và duỗi thẳng về phía sau. Bạn dựng bàn chân phải phía dưới lên để chúng ta cân bằng tốt hơn. Bạn hướng đầu ngón chân của mình xuống thảm và úp cho hai mông cân bằng với nhau. Nâng cao chân trái của bạn lên, siết cơ bụng lại. Và tiếp tục bạn đưa tay phải của mình về phía trước. Hãy nâng cao cả tay và cả chân của bạn. Nâng cao hơn nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, bạn hạ chân xuống. Rồi bạn đưa luôn chân trái của bạn sang ngang. Nâng thân dậy. Ở tư thế này bạn cũng có thể xoay ngang người để chân của mình vẫn chạm xuống thảm. Nhớ rằng bạn giữ cho bắp đùi phải của bạn vuông góc thảm và các đầu ngón chân của bạn hướng về phía trước. Duỗi thẳng chân, chúng ta thực hiện tư thế nghiêng lườn. Hít sâu, bạn vươn căng hai tay lên, đan lòng bàn tay vào nhau và nắm chặt, đưa cánh tay đẩy ra sau đầu. Thở ra, từ từ bạn nghiêng người sang bên trái. Bạn đẩy lồng ngực lên và chúng ta nhìn xoay chách lên trời. Đẩy lồng ngực lên và vươn căng cánh tay của bạn nhé. Nhớ rằng cân bằng cả hai vai, bạn hơi xoay ngửa toàn bộ thân của bạn và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn nâng lên. Thở ra, bạn buông tay và tiếp tục chống tay phải của bạn xuống thảm. Điều chỉnh bàn chân, đầu gối phải và bàn tay phải tạo thành một đường thẳng và cánh tay phải của bạn vuông góc thảm. Hãy tiếp tục đẩy hông của mình về phía trước nha. Rồi hít sâu, bạn vươn căng cánh tay trái và áp sát vào đầu của mình. Đẩy lồng ngực lên, bạn xoay đầu nhìn chách lên bầu trời. Kéo giãn hết toàn bộ lườn của bạn. Giữ ở đây,
vươn dài các đầu ngón tay trái sang phía bên phải. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn giữ nguyên tay ở đây và hít sâu. Bạn nâng chân trái của bạn lên sao cho cẳng chân của bạn song song với sàn và hướng các đầu ngón chân về phía trước. Quặp bàn chân của bạn lại và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn tiếp tục co gối chân trái lại, đưa bắp đùi của bạn vuông góc với thân. Tay trái của bạn nắm lấy đầu gối và bạn đẩy lồng ngực lên. Nhớ giữ cho bắp đùi của bạn vuông góc với toàn bộ thân của mình nhé. Và nếu như bạn làm tốt hơn, hãy nắm tới ngón chân của bạn và duỗi thẳng về phía trước. Chúng ta giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Buông tay ra. Bạn hạ chân về vị trí cũ và xoay người sang bên phải. Hạ gối và chống tay xuống thảm. Chúng ta trở lại về tư thế con hổ. Cánh tay của bạn vuông góc. Bạn thực hiện với chân bên phải nha. Hít sâu, bạn duỗi thẳng chân phải về phía sau và xoay các đầu ngón chân hướng xuống. Nào, cân bằng cả hai mông của bạn. Úp phần hông bên phải xuống để hai mông cân bằng với nhau nhé. Và rồi bạn từ từ đưa tay trái lên. Hãy nâng cao cả tay và cả chân của bạn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống và bạn đưa chân phải sang ngang. Nâng thân lên. Bạn giữ cho bắp đùi trái của bạn vuông góc với thảm. Xoay các đầu ngón chân của chân phải về phía trước. Chúng ta thực hiện tư thế cánh cổng. Hít sâu, bạn vươn căng cánh tay của mình lên và nắm lòng bàn tay vào nhau. Đưa tay của bạn ra sau đầu. Thở ra, từ từ bạn nghiêng sang bên phải. Hãy đẩy lồng ngực của mình lên và bạn hơi nhìn chếch đầu lên bầu trời nhé. Nhớ rằng hãy đưa cánh tay của bạn ra sau đầu. Và chúng ta tiếp tục vươn căng nào. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn nâng thân lên. Buông tay ra và bạn chống tay trái xuống thảm. Sao cho cánh tay vuông góc thảm và bàn tay, đầu gối, bàn chân phải tạo thành một đường thẳng. Hít sâu, bạn vươn tay phải của mình và áp sát tay vào đầu. Quay đầu nhìn chếch lên trần. Kéo giãn hết toàn bộ vùng lườn bên phải của bạn ra. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn tiếp tục hít sâu và nâng chân phải lên cho cẳng chân phải của bạn song song với sàn. Nào, hãy hướng bàn chân về phía trước. Quặp bàn chân của bạn lại và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ bạn co gối chân phải, đưa bắp đùi vuông góc với thân của bạn và tay phải nắm đầu gối. Giữ bắp đùi chân phải của bạn vuông góc với thân của mình nha. Và nếu bạn làm tốt hơn, hãy chuyển nắm tay vào ngón chân và từ từ bạn duỗi thẳng chân về phía trước. 5, 4, 3, 2, 1. Buông tay ra và bạn hạ chân, xoay người sang bên trái. Tư thế chó duỗi mình. Bạn chống tay xuống thảm và xòe căng lòng bàn tay của mình. Hít sâu, bạn nâng gối và nâng hông. Thở ra, nhấn gót chân xuống thảm và bạn đẩy cao đỉnh mông của mình lên trần. Nếu bạn cảm thấy căng tức quá sâu vào vùng khoeo chân, bạn có thể hơi trùng nhẹ đầu gối xuống. Nhưng nhớ hãy nhấn gót chân xuống thảm và nhấc nhẹ các đầu ngón chân lên trần. Và tập trung duỗi dài cột sống của bạn. Tập trung đẩy cao đỉnh mông lên trần và bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn bước hai chân chuộng chặt và bạn đưa chân trái hướng thẳng lên trần.
xoay bắp đùi cân bằng, bạn xoay bắp đùi vào bên trong và hai mông bạn gần như cân bằng với nhau. Bạn xoay các đầu ngón chân bạn hướng xuống và bạn giữ tĩnh ở đây nha. 5, 4, 3, 2, 1, tư thế trường tấn. Hít sâu, bạn bước chân trái lên và đặt cạnh bàn tay trái của bạn. Chống các đầu ngón tay của bạn xuống thảm và giữ cho ống đồng trái của bạn vuông góc thảm. Đẩy lồng ngực lên và bạn giữ cho lưng của mình song song với sàn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Đưa tay trái của bạn sang bên phải của bàn chân trái. Tư thế góc vươn một bên, bạn nghiêng bàn chân phải cho bàn chân vuông góc với chân trái của bạn. Hít sâu, vươn tay phải lên và áp sát tay vào đầu. Đẩy lồng ngực lên và bạn giữ ở đây. Vươn thẳng cánh tay phải nha. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn giữ chắc chân ở đây. Hít sâu, bạn nâng thân trên của mình lên và bạn chạm tay phải vào đùi trái bên phải. Tay trái bạn tiếp tục áp sát vào đầu và thở ra. Bạn nghiêng dần người sang bên phải. Lại vươn căng cánh tay trái của bạn và giữ ở đây nào. Nhớ rằng ống đồng chân trái của bạn vẫn đang vuông góc thảm nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ bạn hạ tay xuống và duỗi thẳng cả hai chân, nâng người lên. Tiếp tục bạn xoay mũi bàn chân trái vào bên trong, xoay mũi bàn chân phải ra ngoài, điều chỉnh cho hai bàn chân của bạn vuông góc với nhau. Tay trái bạn đặt đùi và hít sâu, bạn vươn tay phải áp sát đầu, trùng gối chân phải xuống và thở ra, bạn nghiêng người sang bên trái. Tập trung vươn căng cánh tay phải của bạn, kéo giãn hết cỡ lườn phải của mình. Và nhớ rằng, hãy hơi xoay ngửa người lên để bạn có thể nhìn thấy bầu trời. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Giữ nguyên chân và bạn hít sâu, nâng thân của mình lên. Chống tay phải của bạn xuống thảm, đặt sang bên trái của bàn chân phải. Tay trái bạn áp sát đầu và thở ra. Hãy đẩy căng lồng ngực của bạn lên và giữ ở đây nhé. Lại kéo giãn lườn bên trái của mình đi nào. 5, 4, 3, 2, 1. Tư thế trường tấn, bạn xoay người sang bên phải, chống tay trái của bạn xuống thảm và tay phải bạn chống sang bên phải của bàn chân. Kiễng gót chân trái lên và chúng ta giữ ở tư thế trường tấn. Nhớ điều chỉnh sao cho toàn bộ cột sống của bạn thẳng. Giữ cho đầu cổ của bạn thu sát cằm vào gần hõm cổ và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ cả bàn tay xuống thảm, tư thế chó duỗi mình. Hít sâu, bạn rút chân phải về sau và đá thẳng luôn chân lên trần. Hướng các đầu ngón chân xuống dưới thảm và bạn cân bằng cả hai mông. Tập trung kéo dài gót chân lên trần. Và bạn cân bằng hai mông và siết cơ bụng giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ bạn hạ chân xuống và bước cả hai chân lên. Bạn ngồi xuống, đưa hai chân của mình về phía trước. Bạn duỗi thẳng chân và chúng ta lắc nhẹ bắp đùi của mình một chút xíu nào. Thả lỏng bắp đùi một chút xíu để bắp đùi của bạn được thư giãn nhé. Chúng ta chuyển tiếp sang tư thế con thuyền. Bạn co cả hai chân lại và bạn kéo sát bắp đùi gần vào phía bụng của bạn. Bạn đẩy lồng ngực lên và ngồi thẳng lưng. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng hai chân của mình lên, duỗi mũi bàn chân ra và giữ cho ống đồng của bạn song song với sàn. Hãy kéo cho bắp đùi càng gần thân càng tốt và giữ cho lưng của bạn vẫn được thẳng nhất. Rồi từ từ bạn buông tay của mình ra, hai cánh tay của bạn song song với cẳng chân và bạn giữ ở đây nào.
5 nhịp thở nữa cho bạn. 4, 3, 2, 1, thở ra, bạn hạ chân xuống. Rồi bạn nằm ngửa. Từ từ chúng ta nằm ngửa. Co hai chân lại. Bạn gác cổ chân phải lên đầu gối bên trái. Bạn gác cổ chân nhé, thả lỏng hết toàn bộ bàn chân của bạn ra. Bạn duỗi thẳng cánh tay xuống dưới, chúng ta sẽ thực hiện tư thế cây cầu. Điều chỉnh bàn chân trái của bạn hướng thẳng xuống dưới. Hạn chế để cho bàn chân bị vê ra phía bên ngoài nha. Thực hiện. Hít sâu, bạn nhấn gót chân xuống thảm và nâng mông của mình lên. Thả lỏng toàn bộ bắp đùi phải và gối phải. Hãy tập trung nâng cao hông lên và bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn giữ nguyên phần hông ở đây nha. Giữ nguyên ở đây và bạn duỗi thẳng chân phải lên trần. Bạn tiếp tục vươn dài ngón chân của mình lên trần và giữ nào. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ bạn hạ thân xuống và hạ chân phải của mình xuống. Chuyển tiếp chúng ta đổi bên. Bạn gác chân trái lên đầu gối và thả lỏng toàn bộ cổ chân. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng hông lên. Nhấn gót chân xuống thảm và chúng ta tập trung đẩy cao, thật cao mông của bạn. Nhớ siết bắp đùi và cơ bụng của bạn nhé. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Giữ nguyên phần hông của bạn và tiếp tục duỗi thẳng chân trái lên trần. Nào, hãy với cao hơn nữa. Hãy với cao chân của bạn lên và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, chúng ta hạ xuống. Rồi bạn duỗi thẳng cả hai chân. Duỗi thẳng cả hai chân của bạn. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế ngồi dậy khó. Bạn xuôi hai tay dọc theo thân của mình và thả lỏng chân của bạn. Thực hiện. Hít vào, bạn nâng đầu và nâng vai. Rồi bạn nhấc cánh tay lên, bạn với ngón tay của mình về phía ngón chân của bạn. Ồ, chúng ta đang rất cố gắng để đưa tay gần về phía chân của mình hơn. Nào, hãy cố lên. Không ngồi dậy nhá, mà chúng ta chỉ là đang cố gắng với thôi. Tiếp tục với đi nào. 5, 4, 3, 2, nữa đi nào. 1, ok, chúng ta hạ xuống. Thêm một động tác nữa dành cho vùng bụng của bạn. Hãy đan hai tay lại và để sâu mang tai của mình. Rồi bạn co chân trái kéo sát bắp đùi gần vào bụng. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng đầu của mình lên. Bạn khép khuỷu tay lại, với cho hai khuỷu tay của bạn chạm gần vào đầu gối. Rồi tiếp tục bạn vặn mình sang bên trái, chạm khuỷu tay phải vào đầu gối. Giữ ở đây nhé. Và rồi bạn tiếp tục nâng chân phải, sao cho chân phải của bạn không chạm sàn. Vẫn duỗi thẳng chân phải, chỉ giữ cho nó không chạm sàn thôi nào. 5 nhịp nữa cho bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, bạn hạ xuống và hạ luôn chân trái của bạn xuống. Chúng ta sẽ đổi bên. Hai tay bạn vẫn để sau đầu của mình và co chân phải lại, kéo sát bắp đùi gần về phía bụng của bạn. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng đầu lên và với cho khuỷu tay của bạn gần vào đầu gối. Rồi vặn mình sang bên phải nào. Tay trái lại chạm đầu gối, nhấc vai phải của bạn lên. Tiếp tục nâng chân trái của bạn, duỗi thẳng căng chân và cho chân không chạm sàn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hạ xuống. Một động tác cuối cùng dành cho vùng bụng của bạn trong ngày hôm nay. Bạn buông tay ra và chúng ta duỗi hai cánh tay xuống dọc theo thân của mình. Hai chân của bạn hướng thẳng lên trần, ngửa lòng bàn chân của bạn ra. Thực hiện.
Hít sâu, bạn nâng đầu và với tay về phía ngón chân của bạn. Hãy cố gắng với chạm ngón tay vào ngón chân của mình đi nào. Cố lên, hãy nâng cao đầu và tay của bạn. Rồi tiếp tục giữ nguyên tư thế tay ở đây. Từ từ bạn hạ chân thấp gần xuống sàn nào. Chúng ta chỉ hạ cách sàn tầm khoảng 45 phân thôi. Đừng hạ sâu quá, giữ nào. Sao cho cánh tay và cẳng chân của bạn song song nhau. Nhấc cao vai, nhấc cao đầu của bạn lên. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Bạn thấy vùng bụng của mình nóng lên rồi đúng không nào? Hãy xoa nhẹ vào vùng bụng của mình cho dễ chịu nhé. Rồi chúng ta lật nghiêng người sang bên trái. Bạn chống tay trái lên đầu của bạn theo tư thế nàng tiên cá. À không, đây là tư thế nằm nghiêng người. Tuy nhiên thì giống nàng tiên cá nên mình hay gọi nó là tư thế nàng tiên cá đấy. Nào, chống tay vào đầu của mình đi. Hãy giữ từ vai xuống đến tận hông và gót chân của bạn hãy tạo thành một đường thẳng. Chống tay phải của bạn xuống thảm nha. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng cả hai chân của mình lên. Nào, hướng ngón chân của bạn về phía trước. Hãy tách cả hai chân ra khỏi thảm và hai chân tách ra khỏi nhau. Rồi tiếp tục, bạn đưa chân phải của bạn về phía trước và đưa chân trái của bạn ra sau. Bạn hạ chân phải gần chạm xuống sàn và chân trái của bạn nâng cao. Càng cao càng tốt, bạn sẽ cảm thấy vùng lườn bên phải của mình đang siết rất căng. Và giữ ở đây. Cao cả hai chân của bạn lên. 5, 4, 3, 2, 1. Thu chân lại và bạn hạ xuống. Tiếp tục xoay úp người và nằm sấp. Nằm sấp. Xin mời bạn Kim Ba nằm sấp. Nào, chúng ta sẽ thực hiện tư thế châu chấu. Bạn duỗi thẳng hai cánh tay của mình về phía trước và trụm chặt chân của bạn. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng hết toàn bộ thân của mình lên. Nào, hãy nâng hai tay của bạn, trụm chặt chân và bạn nâng cả hai chân của bạn. Đầu gối của bạn chạm vào nhau đi nào. Cao hơn nữa. 5, 4, 3, 2, một, thở ra, hạ xuống. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ đổi bên, lật nghiêng người sang bên trái và bạn chống tay phải vào đầu của mình. Duỗi thẳng toàn bộ vùng thân của bạn và quặp hai bàn chân lại. Chống tay trái của bạn xuống thảm nha. Thực hiện. Hít sâu, bạn nâng cả hai chân của mình lên và tách cả hai chân ra khỏi thảm. Nâng lên càng cao càng tốt. Rồi bạn đưa chân trái của mình về phía trước và chân phải ra sau. Chân phía trước bạn hạ thấp và chân phía sau bạn cố gắng nâng cao nó lên nào. Gồng cái lườn bên trái của bạn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thu chân lại và bạn hạ xuống. Chúng ta nằm ngửa. Bạn thu hai gối, hai tay bạn ôm lấy đầu gối của mình và bạn giữ ở đây. Bạn có thể lắc lư sang hai bên để chúng ta mát xa cột sống của mình. Nằm ở đây, chúng ta sẽ thả lỏng và điều hòa hơi thở của mình nhé. Rồi bạn tiếp tục đưa tay nắm tới hai bàn chân của bạn và tách rộng chân sang hai bên. Co gối lại nha, chúng ta giữ ở tư thế đứa trẻ tinh nghịch. Rồi bạn vẫn tiếp tục lắc lư nhưng bạn mở rộng gối sang hai bên một cách thoải mái và dễ chịu. Wow, nếu có thể thì Ngọc Anh khuyến khích bạn hãy tập bài tập này ở ngoài trời. Để bạn tận hưởng được cái không gian ngoài trời thật là dễ chịu và mát mẻ như Ngọc Anh đang thực hiện ở đây. Bầu trời vô cùng đẹp luôn. Bạn buông tay ra nào. Chúng ta duỗi thẳng cả hai chân và vào tư thế thư giãn xác chết nhé. Tách rộng chân ra sát mép thảm và bạn ngửa lòng bàn tay lên. Từ từ nhắm mắt lại và bạn điều hòa hơi thở của mình. Hãy tập trung hít sâu và thở ra thật chậm. Nhớ rằng khi hít vào thì phần bụng của bạn phình căng lên. Và bạn thở ra thì bụng của bạn xẹp xuống. Tiếp tục điều hòa hơi thở của bạn.
Hãy hít sâu, thở ra thật trầm. Hít sâu, thở trầm. Thêm một lần nữa nhé. Hít sâu, đẩy căng phình bụng của bạn lên nào. Thở trầm, bụng của bạn hạ xẹp xuống. Rồi bạn xoay các đầu ngón tay, ngón chân và cổ tay, cổ chân của bạn. Bạn quay đầu sang hai bên thật chậm. Bạn chụm chặt hai chân và nâng tay lên, đan lòng bàn tay vào nhau. Hít sâu, vươn dài và duỗi thẳng cánh tay qua đầu của mình. Thở ra. Từ từ bạn mở mắt và lật nghiêng người sang bên thuận. Chống tay và nằm nghiêng người theo tư thế Phật nằm. Co gối lại để bạn thấy tư thế nằm thoải mái nhất. Rồi bạn nâng người ngồi dậy nào. Khoanh hai chân lại và bạn ngồi trên chiếc thảm của mình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập của ngày hôm nay rồi. Ngọc Anh và thầy Kim Ba, cô giáo Vân Anh đã giúp các bạn có thể có một bài tập tuyệt vời. Và Ngọc Anh rất mong rằng cái bài tập này sẽ giúp cho bạn có một vóc dáng hoàn hảo và thon gọn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với Ngọc Anh, thầy giáo Kim Ba và cô giáo Vân Anh nhé. Ngọc Anh cùng với các bạn của mình sẽ còn gặp lại các bạn trong những bài tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.